Với sự chủ động kết nối với các công ty, doanh nghiệp, nhà phân phối từ sớm, nên hiện các siêu thị, các điểm bán lẻ, các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có rất nhiều mặt hàng phục vụ thị trường Tết với mẫu mã, chủng loại phong phú, đa dạng, giá cả phù hợp và người dân đã khởi động mua sắm cuối năm. Tết Nguyên đán là thời điểm người dân mua sắm lớn nhất trong năm. Với dự tính sức mua sẽ tăng hơn 10% so với Tết năm 2023, nên các siêu thị, các chợ truyền thống ở Bình Dương đã chuẩn bị rất nhiều hàng hóa phục vụ Tết, nhất là hàng hóa thiết yếu. Riêng nước giải khát có gà và bia thì nhiều siêu thị lấy với số lượng bằng năm ngoái. Bên cạnh sự đa dạng dồi dào hàng hóa, tại các siêu thị trung tâm thương mại lớn như Aeon, Co.opmart, Go, Lottemart, hệ thống Bách Hóa Xanh, ở Bình Dương còn có rất nhiều chương trình khuyến mãi được đưa ra để kích cầu người tiêu dùng. Bên phía Lotte cũng đang chạy song song các chương trình về bình ổn giá cho các mặt hàng về tươi sống, rau, cá, thịt mà các sản phẩm là chưa qua chế biến. Thì duy trì sản phẩm giá ở mức độ là cạnh tranh so với thị trường bên ngoài để phục vụ cho khách hàng. Nhìn chung hàng hóa cung ứng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại các chợ, siêu thị, cửa hàng phân phối khá phong phú, đa dạng. Và hiện sức mua đã bắt đầu gia tăng. Điều quan trọng là đến thời điểm hiện tại, giá cả của các mặt hàng thiết yếu và các mặt hàng gia dụng vẫn được duy trì ổn định, không có sự tăng giá đột biến, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm giá từ 5 đến 20%. Các mặt hàng bánh kẹo mứt giá ngang bằng năm trước. Nắm bắt xu thế của người tiêu dùng, các mặt hàng của các siêu thị trung tâm thương mại năm nay chủ yếu là hàng Việt Nam, giá cả phù hợp, mẫu mã đẹp, chất lượng đảm bảo, giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm. Hàng hóa ở đây thì rất là đa dạng, hầu như là siêu thị đáp ứng được hết nhu cầu của khách hàng nên là thường là tôi sẽ chọn ở đây. Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng mua hàng chất lượng, các chợ truyền thống và siêu thị, các trung tâm thương mại ở Bình Dương còn tăng cường phối hợp với các sở ban ngành và các đơn vị liên quan thực hiện bình ổn thị trường, nói không với các hành vi gian lận thương mại, nắm bắt tình hình mua sắm và kịp thời điều chỉnh cung cầu hàng hóa, giá cả, giúp người dân địa phương yên tâm mua sắm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 mà không lo thiếu hụt hàng hóa hay tăng giá đột biến.